Xin chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh youtube của Việt Thương Auto Và em là Hưng, đại diện bán hàng tại Kia Đống Đa Có địa chỉ là 568 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Trong video này thì em sẽ chia sẻ tới các bác là những chi phí mà mình sẽ phải bỏ ra để lăn bánh một chiếc xe Ngoài với ngoài giá xe ta thì các bác sẽ phải có những chi phí gì để mình lăn bánh được một chiếc xe ở trên đường đầu tiên đó chính là lệ phí trước bạn như em hưng sẽ lấy ví dụ các bác sẽ tính giá lăn bánh của chiếc Kia Seltos phiên bản new Seltos 1.5 Luxury thì phí trước bạ của xe uh, tại Hà Nội là 12% trên khung giá áp thuế của Bộ Tài Chính còn ở tỉnh thì sẽ có tỉnh là 11 có tỉnh là 10 và có tỉnh là 12% các bác lưu ý là cái phần lệ phí trước bạn này là bên cục thuế họ sẽ tính theo giá áp thuế tại tùy từng thời điểm chứ không phải là tính theo giá xuất hóa đơn các bác nhé ví dụ một chiếc xe bây giờ có thể là có giá bán là như, em đang hưng ví đang ví dụ nếu như chiếc xe tốt này được đại lý giảm 10 triệu tức là còn 600 uh, 669 triệu thôi nhưng khi các bác tính thuế trước bạn thì vẫn phải tính là 12% của uh, 679 tức là giá áp thuế của chiếc xe này đang là 679. Giá này sẽ tùy vào từng thời điểm nhưng uh, bộ bộ tài chính họ sẽ không thể uh, cập nhật nhanh như là giá xe trên thị trường được. Mỗi một dòng xe trên thị trường thì đều có một mức giá áp thuế riêng. Nó sẽ tiệm cận với lại giá bán cũng như là giá niêm yết thì cái này uh, tùy vào dòng xe các bác sẽ có những cái thông tin cụ thể. Mức phí thứ hai nữa đó chính là chi phí biển số đối với lại ở thị trường tỉnh là uh, tỉnh uh, thành phố trực thuộc tỉnh là một triệu đồng. Đối với biển số tại Hà Nội và Sài Gòn thì chi phí biển số sẽ là 20 triệu và đối với biển số của các huyện trực thuộc tỉnh thì chi phí ra biển sẽ là 200 nghìn. Ngoài tiền biển số ra thì quý khách hàng sẽ phải đóng lệ phí đường bộ đối với xe của cá nhân là 130 nghìn một tháng và xe của công ty là 180 nghìn một tháng. Lệ phí này thì thường mình sẽ đóng theo một năm một. Còn tiếp theo nữa là chi phí đăng kiểm À, là 90.000 đồng Ngoài ra nó sẽ có một số cái phụ phí khác như là chi uh, chi phí cả số ép biển Cái uh, mức chi phí này sẽ thường là 500.000 đồng Tiếp theo nữa là chi phí dịch vụ cũng như là đăng ký đăng kiểm Chi phí dịch vụ này thì uh, sẽ là khoản không bắt buộc các bác nhé cái chi phí này sẽ là tùy vào nhu cầu của khách hàng nếu như khách hàng tự đi đăng ký thì các bác sẽ không phải bỏ cái khoản phí dịch vụ này trung bình uh, chi phí dịch vụ trên thị trường nó sẽ rơi vào khoảng 3 triệu đồng trong 3 triệu đồng này thì đã có tất cả mọi chi phí dịch vụ cũng như là một số cái phần phụ phí không có hóa đơn mà có lẽ là em sẽ không tiện nói trên video ở đây nhưng các bác đi mua xe thì mình đều hiểu cái phụ phí đó là cái gì ạ. Tiếp theo nữa là chi phí bảo hiểm thân vỏ nếu có các bác có thể mua bảo hiểm hoặc không mua bảo hiểm. Nhưng đặc biệt đối với lại xe ô tô trả góp thì các bác phải mua bảo hiểm thân vỏ các bác nhé. Đó là toàn bộ những cái chi phí của một chiếc xe nếu như lăn bánh được ở trên đường em hưng đã tổng hợp lại ở đây nếu như các bác có bất kỳ thắc mắc nào về xe các bác cứ liên hệ cho em qua số hotline em sẽ tư vấn báo giá tới các bác giá xe tốt nhất thị trường em xin chào xin hẹn gặp lại các bác tại các video tiếp theo